Chuyện thứ 22, đi tìm Phật. Năm 1966, tôi được thụ huấn khóa đào tạo giảng viên truyền bá giáo lý trung ương tại Thánh địa Hòa Hảo, bỗng được tin cô ký giỏi về viếng tổ đình. Vốn sẵn tính hiếu kỳ, tôi muốn được biết cô ký vì tôi nghĩ cô chắc có nhiều duyên phước mới được theo hầu Đức Thầy và được Ngài quan lâm đến ngụ tại nhà cô trong thời gian truyền đạo, và nhất là muốn được nghe cô kể chuyện bên Thầy mà lúc nào tôi cũng khao khát được nghe. Ý đã quyết định, nên chiều hôm ấy tôi rủ vài bạn nữ khóa sinh cùng đi và định nghỉ đêm tại tổ đình để nghe cô kể chuyện. Khi đến nơi, chúng tôi chào hỏi, cô cháu được biết nhau trong bầu không khí vui tươi. Tôi nói, thưa cô hai, chúng cháu từ trước đến nay nghe tiếng cô, nhưng chưa từng gặp mặt, hôm nay mới được biết cô. Thưa cô, chúng cháu là kẻ sanh sao đẻ muộn, rất khao khát được biết những mẩu chuyện chung quanh Đức Thầy, mà cô là người có nhiều duyên phước nên được hầu Thầy. Vậy tối nay chúng cháu xin ở đây một đêm, nhờ cô kể cho chúng cháu nghe nhiều mẩu chuyện suốt thời gian cô được theo Thầy nha cô. Cô ký tươi cười đáp, ờ được, mấy cháu ở đây đi, cô kể hoài cũng được nữa, tưởng gì chứ kể chuyện bên Thầy, cô sẵn sàng lắm. Thế là sau thời cúng tối, tôi bắt đầu đặt câu hỏi với cô hai, giống như một phóng viên phỏng vấn tin tức cho báo chí. Mở đầu câu chuyện, tôi hỏi, thưa cô hai, chúng cháu muốn biết nguyên nhân nào cô ở Bạc Liêu mà sớm gặp Đức Thầy để quy y. Cô cười nói, để cô kể lại cho cháu nghe nha. Kỳ diệu lắm cháu ơi, đâu phải khi không mà cô được gặp Đức Thầy để quy y đâu. Cháu biết không, cô là dân Tây học, đâu có phải dễ tin Phật Pháp mà tu. Một bữa nọ, cô nằm mộng thấy cha cô về rày cô và nói, Phật đã xuống thế rồi mà sao con không chịu tu? Nè, cha cho con biết, nếu cứ mãi mê danh lợi thì sao khổ đừng có than trách nha, ăn năn cũng chẳng kịp nha con. Phật xuống thế kỷ này là cơ hội tận diệt, nếu không tu á thì vĩnh viễn chịu đọa nghe con. Cô bị cha cô rầy quá, cô khóc nức nở và nói, thưa cha, con biết Phật ở đâu mà tìm, tu làm sao mà tu. Cha cô nói, con đi theo cha sẽ gặp Phật. Thế là cô đi theo cha cô đến một cảnh giới xinh đẹp. Nhất là ở đó có một hồ sen rất là to, dưới hồ có nhiều hoa đua nở, chính giữa có một hoa sen thật lớn tỏa hào quang sáng rực, lại có một người tướng mạo đẹp đẽ đứng trên đó. Cha cô nói, nè con, hãy nhìn cho kỹ, vị đứng tại tòa sen lớn đó là vị Phật giáng thế tại Việt Nam rồi đó con. Con nhớ tìm cho được vị này mà quy y, nhìn kỹ nha con. Cô dạ dạ, và chăm chú nhìn từ đầu cho tới chân. Khi tỉnh giấc, cô rờ gối thì biết mình đã khóc ướt gối. Cô kể lại cho ông ký nghe và xin ông để cô đi tìm Phật. Vốn sẵn có duyên lành nên ông ký chấp thuận. Thế là sáng ra, cô kêu tài xế lái xe chở cô đi tìm Phật. Cô nghĩ chắc Phật có thì ở trên núi, thôi mình đi cạnh núi. Con đường đi từ Bạc Liêu dài lên, đi tới đâu cô cũng hỏi thăm, chỗ nào có vị linh thính hoặc kỳ hạnh, cô đều đến gặp mặt, coi phải là vị Phật mình được thấy trong mộng không. Trải qua 3 ngày, cô đi tới Châu Đốc, thì có người chỉ ở Tân Châu, có ông đạo linh lắm. Cô không đi lên núi, liền cho xe thẳng về Tân Châu. Khi đến nơi, gặp ông đạo, đó cũng không phải, lòng cô buồn lắm. Sau hỏi thăm, người ta chỉ ở Hòa Hảo, có ông đạo còn trẻ mà sáng suốt và có nhiều đặc điểm thoát tục. Nghe đến ông đạo này, cô thấy lòng mừng khắp khởi và nôn đi tìm coi có phải không. Cô ghé chợ mua ít trái cây rồi đi thẳng tới Hòa Hảo.
Xe càng gần đến tổ đình, càng khiến cô không ngồi yên, như mình sắp được gặp cha mẹ chết đi sống lại. Gần tới chợ Mỹ Lương, cô ngồi ló đầu ra ngoài để tìm kiếm. Có lẽ Đức Thầy đã biết, nên Ngài ra đứng tại cửa ngõ, đưa mắt nhìn ra đường. Bỗng cô hô lên cho xe ngừng lại, vì đã gặp Đức Thầy, người mà cô thấy đứng trên hoa sen trong mộng. Cô bước xuống xe làm lễ Đức Thầy, được Thầy nghiêng mình đáp lễ, lén nhìn từ đầu đến chân. Quá đúng rồi, đúng là vị Phật mà mấy ngày qua cô hằng tìm kiếm. Cô khóc nức nở, dù ráng kềm cũng không được. Cô khóc thật lớn, tuổi thân tấm tức tấm tưởi, làm cho chú tài xế và mấy người chung quanh chẳng biết sự gì. Biết mình là vợ một thầy ký mà khóc om sòm như con nít cũng kỳ quá, nhưng không làm sao nín được. Cô phải ôm mặt chạy tuốt vào nhà bếp, nhưng vẫn khóc càng lớn hơn, đến nỗi bà cô, nội tổ của Đức Thầy á, ở nhà trên cũng nghe, nên bà hỏi: "Ai làm gì mà khóc dữ quá vậy bây?" Đức Thầy cười nói: "Cháu ông Lưu ạ." Rồi Đức Thầy bước xuống nói: "Thôi chứ, khóc hoài sao? Con ơi, tự nhiên cô nín như chưa hề khóc, liền đi rửa mặt và ở lại đây mấy ngày để nghe pháp và quy y." Thuật theo lời cô tu sĩ Võ Thị Đồng. Ha ha ha,